Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm nằm trên địa bàn phường 8 và 9 thành phố Đà Lạt, quy mô 121.000 m². Khu vực được chọn nằm ở phía thượng nguồn hồ Xuân Hương, là khu sản xuất nông nghiệp, hiện có khoảng 183 căn nhà với hơn 200 hộ dân đang sinh sống gần lưu vực suối Cam Ly. Tại đây, nhiều vị trí xâm lấn vào phạm vi bảo vệ suối, phát sinh ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Dự án có tổng kinh phí 1.657 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, sau khi tiến hành các thủ tục được chấp thuận, rà soát, dự án dự kiến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Sau đó sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, xây thô, các công trình thương mại. Cụ thể, dành ra khoảng 50.514 m² đất để làm hạ tầng kỹ thuật, đất nhà ở xã hội, tái định cư, trường mẫu giáo 14.250 m², đất thương mại dịch vụ 6.864 m², đất ở 49.012 m² và 1.000 m² làm công viên. Hiện thành phố Đà Lạt có một khu phố đi bộ mở cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và khu chợ đêm Đà Lạt. Do nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố nên khi phố đi bộ hoạt động, việc lưu thông của các phương tiện bị hạn chế và thường xuyên gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.